Xin chào mọi người, em Thủy phát lại like nhá. Em Thủy lên lên like lại nhá. Cái like trước của em không hiểu sao nó kiểu bóp tương tác ấy, nó ít mắt xem nên là em phải tắt đi. Vừa phát thử trên hai cái like, phát hai like nhìn lúc quay cho mọi người. Cây này là cây mộc hương ta hoa vàng nhá. Mộc hương ta hoa vàng, cây mộc hương là gì? Cây mộc hương là một cây dòng cây cảnh được rất là nhiều người yêu thích, được rất là nhiều người quan tâm trong thời gian gần đây. Các cụ mình có câu là sắc trà hương mộc, thì cây mộc là cây cây trà là cây chơi sắc, còn cây mộc là cây chơi hương. Cái vẻ đẹp của cây mộc hương nó nằm ở cái hương của cây mộc nhá, nó nằm ở cái hương hoa mộc này. Rồi tại sao lại nhiều người thích chơi cây mộc như thế? Bởi vì cây mộc hoa nó của nó rất là thơm, hoa của nó chơi rất là thơm. Một năm thì cây mộc nó sẽ ra hoa 9 tháng liên tục. Ra hoa từ tháng 9 âm lịch cho đến hết tháng 3 âm. Một năm có 12 tháng nó sẽ ra hoa liên tục 9 tháng liền ra hoa nhá. Cứ hết lứa hoa này, đây là mộc hương ta hoa vàng này. Hết lứa hoa này lại kế cận một lứa hoa khác luôn. Hoa tàn rồi hoa lại lở. Bắt nét kém thế nhỉ? Cái điện thoại này bắt nét kém thế nhỉ? Bắt nét hơi kém đấy, nét nét này một tí rồi đấy. Mọi người xem like, mọi người thấy 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 like xem có rõ không? Mọi người ơi, mọi người xem like, thấy like xem có rõ không? Và comment của em xem là nhìn nhìn like mờ hay là rõ nào. Tư Mã lại làm nhà. Ông Hùng dụng đi gì nhá. Hôm qua mình có lên tâm sự một tí thôi mà ông ấy lại lên, ông ấy nói ông Tuân. Rõ như ban ngày, cảm ơn bạn. Đây. Đây là cây mộc hương ta hoa vàng nhá các bạn nhá. Cây mộc hương ta hoa vàng hàng phân khúc bình dân. Cây này cao cây khoảng 2,5 m, vanh gốc của nó sẽ dao động từ 12 đến 13 đó mọi người nhá. Cao cây 2,5 m và vanh gốc 12 đến 13 và thoát thân trung bình sẽ là 40 phân. 40 cho đến 45 phân cái hàng này. Hàng bịch. Hàng đánh bầu về cho bịch dâm ủ này, hàng này nhà em bao sống cho khách nhá. Bao sống. Cao cây 2,5 m. Mua xong bom được không con vợ? Ui được. Bom thoải mái mà. Mua hàng bom thoải mái. Thật nói thật là bom hàng em khó đấy anh Khánh Sky ạ. À. Không biết Khánh Sky này là Khánh Sky ring hay là fake nhỉ? Hay là pha ke nhỉ? Mua hàng nhà em thì nói thật là bom hàng nó khó lắm. Bởi vì mua hàng nhà em phải cọc trước 30% giá trị đơn hàng. Tức là cái kênh mộc này của em là 1 triệu một củ rưỡi. Thì các bác phải cọc cho em 500k thì em mới ship hàng. Còn lại các bác nhận kiểm cây ok thì các bác thanh toán. Không ok thì các bác quay đầu cho em. Đấy. Mộc hương ta hoa vàng nhá, em quay sát bông hoa cho mọi người xem này. Khi mới lở thì hoa nó sẽ màu vàng nông gà, mà khi hoa nó tàn nó chuyển sang màu trắng. Đấy. Mộc nhà em là mộc ta chuẩn luôn. Cứ hoa tàn này, hoa lở này, hoa tàn đấy các bác nhá. Các bác nhìn này. Đấy, cứ hết nứa hoa lại kế tiếp nữa nứa hoa mới luôn. Rất là đẹp nhá. Cứ hết nứa hoa này lại kế tiếp nứa hoa khác luôn. Cam kết chuẩn giống mộc hương ta hoa vàng. Nhà em bán hành thì bảo hành giống trọn đời nhá. Bảo hành giống trọn đời nhá. Đấy, cam kết mộc hương ta chuẩn xịn luôn. Cây rất là đẹp và giá rất là bình dân. Một cái cây như thế này thôi, cao cây 2,5 m, mà vanh gốc của nó 13, 12, 13 nhá. Vanh gốc dao động 12 đến 13. Em Thủy bán chỉ có 1 củ rưỡi thôi. 1 củ rưỡi nhá. 1 củ rưỡi là 1 triệu rưỡi nhá. Con này thoát thân khoảng 50 phân này. Con này thoát thân khoảng 50 cm nhá. 1 củ rưỡi rất là đẹp. Các bác xem like thả tim thả like vậy cho em tăng tương tác đi. Các chủ tịch trẻ tương lai, các doanh nhân thành đạt tương lai ơi, các bạn chưa có tiền mua cây thì các bạn hãy ủng hộ mình bằng việc chia sẻ like và thả tim thả like cho mình. Gà cồ thơm kinh khủng nhé mọi người, chỗ mình có hai cây ngày nào cũng quét sân quanh quanh nó thơm lắm. Đúng rồi, cây này nó rất là thơm. Hoa nó rất là thơm đấy các bạn nhé. Cái đặc điểm mà làm nên cái thương hiệu của cây mộc hương này nó chính là ở cái tên cây của nó luôn. Tức là mộc hương nghĩa gì? Là hương thơm nhẹ nhàng, mộc mạc giản dị, hương thơm có chiều sâu nhá, hương thơm nhẹ nhàng và sâu lắng.
rất là nhiều cây có mùi thơm nhá, nhưng tại sao cây mộc hương nó lại được nhiều người yêu thích? Bởi vì cây đấy mà quay cây này mọi người nhìn nó rất là bình thường đúng không? Nó không có gì đặc biệt, cây nó chỉ có cây rồi là lá xanh rồi các thứ rất là bình thường thôi. Nhưng mà có cái làm nên cái thương hiệu của nó chính là cái hương thơm. Cái hương thơm của nó rất là sâu lắng, hương thơm có chiều sâu nhá, nó khác hẳn hương thơm của các loài hoa khác. Nhiều người, nhiều bác comment là trong một buổi chiều đông lạnh ấy mà đi làm về ngửi cái hương thơm mộc mạc là cảm giác người ta muốn sống chậm lại ấy. Hương thơm rất là sâu lắng, có chiều sâu, cảm giác hoài cổ man mác. Cây này trong Sài Gòn không trồng được bạn ơi. Cây này chỉ trồng được khu vực miền Bắc với miền Trung mới ở khu vực Đắk Lắk, Đắk Nông, Đà Lạt, Lâm Đồng thôi. Chứ còn các khu vực khác thì không trồng được nha các bạn nhá. Các khu vực như là ví dụ như là Sài Gòn, Bình Dương, Vũng Tàu và các khu vực miền Tây ý. Các bạn ở trong miền Nam là không trồng được đâu. Cái khu vực miền trong chỉ có Đắk Lắk, Đắk Lông, Đà Lạt, Lâm Đồng thôi. Hoặc là Bình Phước là các bạn có thể trồng được những nơi mà có khí hậu lạnh ý. Phải lạnh thì mới trồng được mộc hương nhá. Nhiệt độ phải dưới 20 độ thì mới trồng được mộc hương. Còn các nơi khác thì không trồng được đâu ạ. Các nơi khác trồng là nó không ra được hoa. Phải lạnh nó mới ra hoa nhá các bạn nhá. Đây các bạn ơi, lá nhá, chuẩn luôn. Nhà em bảo hành giống trọn đời đó mọi người, cứ yên tâm mà mua hàng. Đây này các bạn nhìn thế này, quay một cành cây, một cành cho các bạn xem này. Mộc tàu thì không có nhiều hoa này đâu các bạn ơi. Đây này, hoa nó mọc, hoa lở nó hoa tàn kế tiếp nhau luôn này. Cây này phải trồng phun nắng nhá bạn nhá. Cây này không trồng được dưới mái tôn đâu. Cây này trồng dưới mái tôn là nó chết cây đấy nhá. Phải trồng ngoài trời và phun nắng. Trồng ngoài trời và phun nắng nhá các bạn nhá. Một ngày tối thiểu ít nhất là 4 tiếng ánh nắng một ngày nhá các bạn nhá. Mỗi ngày tối thiểu 4 tiếng ánh nắng một ngày. Không trồng được dưới mái tôn. Có thể trồng dưới lưới đen nhưng không thể trồng dưới mái tôn nhá. Cây như này này em bán là 1,5 củ. Cây như này em chỉ bán 1,5 củ và thoát thân của nó 40 phân đến 50 phân. Vanh gốc là 12 nhá. Vanh gốc 12 và cao cây 2,5 m ạ. Mộc hương à chị, đúng rồi bạn ơi. Mộc hương. Eo các bạn ấy lượn nhanh thế nhở. Vừa nãy có hơn 700 mắt xem mà các bạn ấy đã chuồn ớt nhanh thế. Đây ông nào gọi điện cho mình này. Cảm ơn bạn Trương Nga. Alo. Dạ. Em đang phát live anh ơi, anh có gì anh cứ nhắn tin cho em, đến nay em trả lời. Rồi trời, nhưng mà em đang phát live mộc, chờ lát em mới ấy được, thì em mới ra được nhá. 15 phút nữa anh ơi. Nếu mà được thì anh phải cọc tiền cho em ấy nhá, sau này em đánh cho anh sang, em phải chỉ được lấy thôi, nhưng mà mất thời gian, bây giờ 4:30 rồi. Rồi. Sài Gòn không trồng được đâu các bạn ơi. Sài Gòn không trồng được cây này đâu các bạn nhá. Mình bán hàng rồi chân thật lắm, không phải là khu vực nào các bạn hỏi mua là mình bán đâu. Phải mua về các bạn mất tiền mua là về phải trồng được thì mình mới bán nhá. Sài Gòn không trồng được, Bình Dương không trồng được, Vũng Tàu không trồng được. Chỉ các bạn ở khu vực miền Bắc thôi. Miền Bắc với miền Trung. Miền Bắc miền Trung mới cả khu vực Đắk Lắk, Đắk Lông, Đà Lạt, Lâm Đồng ạ. Cam kết chuẩn giống mộc hương ta rồi. Các bạn nhá, cam kết chuẩn giống mộc hương ta, em không nói dối. Bảo hành giống trọn đời nhá các bạn nhá. Bảo hành giống trọn đời. Bao sống cho cây, bảo hành sống 1 tháng. Quay vào mặt anh chốt đơn 10 cây. Ok, hết lọ con về. Ta nhá các bạn nhá. Ta. Chốt đơn 10 cây đi. Em bảo rồi mà. Bảo em, có mọi người cứ bảo em quay lại mặt đi, quay lại cam quay lại cam mặt đi, nhưng mà em đi làm ruộng chứ có phải là đi biểu diễn thời trang đâu. Đi làm ruộng chứ có phải đi biểu diễn thời trang đâu mà quay mặt thì cũng không giải quyết vấn đề gì. Quay mặt thì em đều đeo khẩu trang hết mà đi ra ruộng làm mà. Mình là nông dân chứ có phải là người mẫu hay là diễn viên hay là idol đâu mà. Không phải idol, em không phải idol. Đây. Cây này đẹp này. Mộc ta chuẩn, bảo hành giống trọn đời luôn các bác nhá. Mộc ta chuẩn.
Cây này đẹp này, các bác nào mà không thích thoát thân cao ấy thì các bác có thể trồng cây này. Cây này thoát thân nó vừa phải luôn. Cây này thoát thân vừa phải, vanh của nó là vanh vanh con này 14 nhá. Con này và con này cây to nhất vườn nhá các bác nhá. 5 càng em chốt 20 cây. Cây này là vanh 14 này. Cây này vanh 14 này, cây này em bán củ rưỡi bằng đồng giá, em bán đồng giá hết. Cây này là cây to nhất vườn, tán to nhất vườn nhưng mà nó thoát thân thấp. Tại vì nhiều bác này thì cứ thích thoát thân cao cơ, cây này thoát thân có khoảng 20 phân thôi. Đây các bác nhìn này. Thoát thân khoảng 20 phân thôi. Cây này thoát thân đúng 20 phân đấy các bác nhá. Thoát thân 20 phân và vanh của nó vanh 14 đấy các bạn nhá, vanh 14 rất là đẹp. Đúng thân. Đây. Ngày hôm qua em đã dành ra cả một buổi để live stream nói chuyện phím với các bác cả một ngày hôm qua rồi. Các bác không chịu vào xem live mới thả tim thả like cho em. Hôm nay em xấu xí, em ra vườn thì lại bảo là sâu mặt đi. Khổ quá. Mua cây đi rồi là sâu mặt nhá, mua cây đi. Để có tiền đi tân trang nhan sắc. Mình ở Văn Giang Hưng Yên nha bạn Phan Oanh nhá. Cây này là cây này một củ rưỡi này, bạn ở chốt đi. Cây này to nhất vườn này, cây này to cao nhất vườn luôn. Cây cao gần 3 mét này. Em quay xa cho các bác xem này, để các bạn thấy âm tán rất là to luôn. Bác nào mà chỉ trồng để lấy hương thơm thì không quan trọng là cây thoát thân cao ấy thì các bác chốt cái này cực kỳ to, tán to gần gấp đôi các cây khác. Một củ rưỡi nhá, anh đồ gỗ đang khơi nhá. Một củ rưỡi ở đây đồng giá một củ rưỡi hết, 1,5 triệu một cây hết ạ. Đây này, bác nào chốt cái cây em bảo rồi này. Rất là đáng chốt luôn đây này. Vanh 14 15 và thoát thân là 20 phân. Cao cây 2m 8 3 mét đấy. Cứ mở khăn mặt ra rồi mua. Không mở đấy, em không bị dắt đâu, em không phải tuân đâu, em không phải tuân để cho ông Tiến bịp ông dắt từ chỗ lọ từ đồng bằng xuống lên núi, từ đồng bằng lên núi xong lại dắt xuống biển đâu. Em không dễ bị dắt đi đâu. Em phải là người dẫn dắt mọi người này, mọi người dẫn dắt em chết. Anh Tuân có ra vườn không chị? Hôm nay bạn Tuân vẫn ở nhà. 40 bác đang xem live, mỗi bác cho em xin một tim, một like, tăng tương tác đi mọi người ơi. Mai phải bảo ông Tuân ông đi like chứ mình like chả người xem, chán khê cơ. Sang bác Giang hỏi Thủy Tuân nữa, chỉ bằng Thủy Cam. Cảm ơn bạn Hải Lam đã chia sẻ phiên live của mình ạ, cảm ơn bạn. Cảm ơn Đồ Gỗ Đăng Khôi đã follow, cảm ơn. Xin cảm ơn. Ngoài cái kênh này ra, nhà em có kênh góp nhà cắt đá 01 ấy, 012. Còn kênh góp nhà cắt đá 012 ấy, mọi người theo dõi thêm cái kênh đấy hộ em ấy nhá. Theo dõi kênh đấy hộ em, nhà em mới nập kênh đấy được hơn 1,000 lượt follow rồi. Mọi người theo dõi thêm kênh đấy để khi nào mà chúng ta tránh bị lạc mất nhau ấy. Để chúng ta tránh lạc mất nhau. Có mộc giống không? Bạn mình lấy số lượng. Có nha anh nhá. Đây cây này rất là đẹp này. Nói chung là mộc năm nay thì giá nó rất là bình dân rồi, chơi được. Cây này là một củ rưỡi này, cây này chốt 3 chạc này. Cây này chốt 3 chạc này các bác này, 1 này, 2, 3 này, tam đa nhá, tam đa. Tam đa nhá mọi người nhá. Lại nai. Không được dùng từ lại. Phải bảo chị ơi chị like à. Em để em thả tim thả like cho chị nhé. Này vào comment câu lại like. Đã còn 40 người xem rồi là còn comment câu lại like. Làm cho giảm tụt hết cả động lực với cảm xúc để phát like. Đây cây rất là đẹp này. Vanh của nó vanh 12, 13 nhé các bạn nhé. Vanh 12, 13, 20, 40 phân. Phát thân 40 phân nha các bạn nhé. Phát thân 40 phân. Tay đẹp, em cảm ơn anh. Có ai thích tiền không? Có em thích tiền đây anh ơi. Đặt cái giao diện này có ai thích tiền không? Ai mà chẳng thích tiền mà phải hỏi, không cần phải hỏi câu đấy. Không một người nào. Đến thằng Nguyên, thằng Khang thì em nó còn thích tiền nữa. Đừng nói là người lớn nhá. Ai mà không thích tiền trên cái đời này. Đây. Mộc hương ta hoa vàng nha các bác nhá. Mộc hương ta hoa vàng. Cam kết bảo hành giống trọn đời các bác nhá. Mộc này là mộc Văn Giang nha mọi người nhá. Cùng là mộc hương ta nhưng mà còn tùy thuộc chất mộc. Cây mộc nó được trồng ở đâu. Còn tùy thuộc xem là cây mộc nó được trồng ở đâu nhá. Đi bóc phốt người ta xong về cũng bán hàng. Nhà mình bán hàng mà 5-6 năm nay rồi bạn ơi, chứ không phải là
về cũng bán hàng. Mình bán hàng 6 năm nay rồi, bán từ năm 2016 là mình đã bắt đầu bán hàng rồi nha bạn ấy, đã bán cây cảnh rồi và bán nổi tiếng rồi. Có uy tín rồi chứ không phải là bóc phốt xong về bán hàng, mày hiểu chưa? Đây. Hoa mộc rất là đẹp. Vanh cây là vanh 12, 13 nhá. Vanh 12, 13 và thoát thân 45, 50 phân. Thoát thân 45, 50 phân nha các bạn nhá. Bác nào quan tâm thì qua số điện thoại em để đầu kênh nha các bác nhá. Bác nào quan tâm thì qua số điện thoại em để đầu kênh ạ. Cây này cũng là cao cây 2,5m này. Tán của nó rất là dày và sum. Tán của nó rất là dày và sum nha các bạn nhá. Đây các bạn nhìn này. Rất là đẹp. Em quay lúc cái này là em tắt nha các bạn nhá. Thôi em tắt like đây. Các bác nào mua thì ủng hộ em thì qua số điện thoại em để đầu kênh là số điện thoại đuôi 210 nhá. Xem ông Tuân từ thời ông đưa mấy đứa đi tắm sông nướng cá. Đúng rồi đấy, anh đồ gỗ đang khôi này. Theo dõi những người nào, phải là những người nào theo dõi kênh của nhà em thì mới biết là nhà em từ bao lâu. Từ cái thời đấy là cũng đã làm kênh được lâu lắm rồi đấy. Chứ có phải là ấy đâu, có phải là bây giờ mới bán hàng đâu. Bán hàng mấy năm nay rồi. Tối cái thủy lai cùng Tư Mã. Em mà ngồi bên cạnh Tư Mã thì các bác chỉ có nghe chửi nhau thôi. Nói chuyện với nhau không hợp gu ấy. Không hiểu sao lại ở chung một nhà được, thật sự luôn. Cảm ơn mọi người xem like nhá. Em xin phép em tắt like đây, cảm ơn các bác. Các bác nghỉ đi. Tầm này là tầm này bởi sao ít người xem, tầm này mọi người chuẩn bị tan giờ làm rồi. Tầm này tầm chuẩn bị tan giờ làm rồi. Cứ tầm trưa em phát like rất là đông mắt xem nhá. Tầm trưa phát like đều hơn 1000 mắt xem thôi. Thôi em nghỉ đây, em nghỉ đây. Ôi đã được về đâu, khách vừa gọi là đến xem cây để lấy cây, bây giờ đi ra vườn để quay cây cho người ta chốt, người ta chuyển khoản để người ta đến lấy cây này. Em đi ra vườn hồng đây. Cảm ơn các bác nhá. Bây giờ em đi ra vườn hồng đã.